bố lên đi. Đi để em lên thằng này nhá. Được rồi, lên, kéo lên. Nhưng anh. Đâu bố? Bố lên được không ấy? Chỗ toàn vừa cơ mọi người ạ. Thôi bên lên đi. Cầm gì? Leo được cái gì rồi? Chỗ này không leo được, chỗ kia mới khó ấy. Nó to hết đấy nhỉ? Vâng. Ôi, ôi, ôi ơi. Ôi mắt ơi. Nó ngã đây rồi. Ôi, kia kia. Kia kia kia. Ôi ơi, chết rồi. Nó chạy ra kia rồi. Viên ơi. Viên ơi, viên, viên, viên. Viên, viên, ra đi, ra đi. Đi ra bắt rắn, ra bắt rắn, ra bắt rắn. Bác, bác tải, bác cái thấy ngoài kia, nhìn lên, đi lên. Ừ, ngoài, ngoài, bụi, 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 chia kia kìa. Ở đây đây. Bố ơi. Này này mày 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 tìm ở đây, mày tìm đây, để anh xuống đấy. Châu ơi là mang bố. Nếu biết còn gì giải được, chứ không biết gì đâu. Không, không phải trong đấy đâu. Nó ngoan lên trên này rồi. Ngoan trên gì? Ừ. Ngoan ngoan lên trên rồi. Đây này. Dọc dọc cái khe này. Ô, nhanh kéo kịp vừa đuổi. Chui mất rồi. Trong bụi tre này giờ mà bờ bới thì bới được nữa. Xem trên đường đây. Ở đây có không em ơi? Bới kia mà. Canh, canh rồi, canh rồi. Không bố ơi. Trên đi bố làm sao? Đâu thấy đâu. Thì có khi mất rồi nó hoặc nó chui bên trong bụi tre này có ụ này. Con to của bố. Bố tìm đâu? Mày đi dọc kia sao? Giờ đâu? Lúc đó tao đứng ở bên kia, tao đéo nhìn lên bên này. Xem là dọc dọc. Ở ngoài thì nó yên lắm. Không thấy có gì cả. Đúng rồi, nó xuống thì mình biết ngay. Nó thấy gì hả? Cái gì ấy? Nó đâu đâu. Nó loạn cái. Đó đấy, bác đi xuống đây. Đây, nó ở ngay cái góc này thôi. Nó ở trong này này. Bố có thấy nó tuột lên đây mà. Đây á? Ừ. Bố em thấy nó tuột lên đây mà. Ui, chỗ kia sao có nước đọng kìa bố kìa. Không, nước cái là cái đéo gì nó chơi. Đây, đây, đâu đây đây. Đúng. Đây, hẳn cái chỗ này. Đây bố nhìn này, bố nhìn này, nhìn tay con này. Đây. Đúng. Đây. Đây nó tuột rồi. Từ từ, từ từ xem. Gai. À thì cắt nó cực đây này. Chứ mà. Thế lấy nào. Lấy con gì đấy? Cũng mày nhìn thấy con gì á? Cái đầu, đầu ấy, đầu, 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 đầu trâu. Này, luôn, 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 đây rồi. Đầu trâu rồi bố ơi. Ui, ui, ui. Kìa thằng bạn kìa, ăn kìa. Tụi mình thấy không? Được đuôi nó vẫn ở đây này, bác này. Đấy, nó chạy rồi. Chạy đâu? Đây, nó lại lượt sang bên đấy rồi. Được nhá, bình tĩnh nha. Mày nhìn thấy đuôi trâu rồi hả? Vâng, đuôi rồi. Đầu trâu rồi, đầu trâu rồi, con nhìn thấy rồi. Em cũng nhìn thấy đuôi trâu rồi. Ây, thằng kia, cho nó ngã. Nó vực ở vực. Được tính thôi.
Ui, đây sao đây? Đâu? Đây rồi. Đây rồi. Này chưa. Đây. Đây. Ôi. Đây. Ui, được chưa? Rồi. Ôi, lỗ lại vào lỗ rồi bác ơi. Có lỗ rồi á? Vâng đây, nó có một cái lỗ này. Đây, cháu sư thân rồi. Có lục ra không? Lục được ra. Đây rồi. Đây rồi. Đấy. Thận. Bắt cậu nhá. Cầm luôn lên, cầm luôn lên được không? Đi ra đâu đấy dễ đi hơn. Vẽ chỗ này vách này. Vành lên. Bố cầm con đây, con leo lên. Đây mọi người nhá. Xuống bên đây con. Tung, bố tung. Bố lên đi. Đây, để em lên thằng này nhá. Được rồi, gọi lên, tao kéo lên. Nhưng anh đâu bố? Bố lên đúng không? Chỗ toàn vừa cơ mọi người ạ. Thôi biến lên đi. Đây, từ em, bố anh em thì cầm rắn vào cái gì? Cầm gì? Leo được rồi. Chỗ này không leo được, chỗ kia mới khó ấy. Mẹ con to hết đấy nhỉ. Vâng. What? Ôi, ôi ơi. Đâu rồi? Mất mẹ. Ôi mất rồi. Nó ngã đây rồi. Ôi, kia. Đâu? Kìa. Ôi giời, chết rồi. Nó chạy ra kia rồi. Chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhá. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhầy mọi người nhé. Mỗi một miếng nhầy sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Thằng Việt có bao ra kia không? Lê Thuyền. Việt ơi, chạy lên bà sang bên kia. Lê Thuyền. Bơi làm sao theo nó. Thuyền hỏng mẹ rồi. Bây giờ bơi bên kia mất rồi. Lên bờ đi. Chạy lên kia. Thank you.
Quay vào. Viết đoạn nào, viết đâu? Đoạn cho anh đi một đoạn thôi. Hình như đoạn này, hình như đoạn này. Đây đi. Không biết đâu. Vừa con thấy cái bóng ở đấy đấy. Về đâu? Để nó vào đi cơ. Hay nó ngột ở đấy. Ui giời. Mất rồi. Tối rồi. Ở đoạn à. Nào? Đứa đoạn đấy em không? Con này á? Vâng. Con này chưa chú này qua đâu đâu. Rồi hay đoạn dưới. Đây, ở trong bụi này em ơi. Đúng bụi này luôn. Bụi này gì? Vâng vâng. Chuẩn luôn. Chuẩn bụi này chưa? Rồi, 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 rồi. Thầy nó ăn sang đây ý. Anh em ơi, các bạn. Vâng, 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 xuống đây. Đây, các bạn, các bạn. Anh Mỹ ơi, đây ơi. Xuống trên đấy vào. Đây rồi, đây rồi. Được chưa? Đây rồi. Được. Thấy rồi hả? Đây rồi. Được. Ui. Đâu ra anh sao? Mẹ cái thuyền hỏng cái máy chèo tướng loạn đây chưa sửa. Đây rồi. Cố cầm được không? Phải con này không? Ủa đúng con này rồi. Ui. Mày mày mày. Mệt bay. Mệt chèo. Bơi đây em ơi. Ui ôi. Từ đường kia bơi lại mọi người ạ. Mệt. Từ vâng, bắt bắt để khoan kéo này ra. Quả nó lên trên đấy. Nó lên trên ạ. Rồi trên chỗ mày thẳng vào ấy. Đây rồi. Có mày đi. Bắt thẳng đây đi. Ui. Mẹ hết rồi. Ờ. Bọn này chỉ chạy trên bờ mà kịp thôi, chạy bơm nước đâu kịp đâu. Đúng rồi. Đâu mới đầu bố của mình tưởng nó lên mấy cái mỏm kìa. Đây rồi. Ui giời ơi. Khổng lồ cả nhà. Tô. Con này đuổi mãi rồi. Vãi trời. Bạn nó cắn mày à? Đó. Nó cắn mày à? Đâu cháu bước hụt đi thì là nó quấn vào cái tay cháu này. Thì lúc bám vào cái cây sô hổ thì là cái mấy cây sô hổ nó cắn vào tay. Ui. Vừa. Mệt hết rồi cả nhà. Ôi không sao cả. Vẫn bắt được. Ừ. Chèo thuyền sang cơ. Không chèo được hỏng thôi. Bỏ phết. Ôi này. Quẩy to. Ôi. Ôi ấy chưa. Ôi kìa. Hết hơi mọi người. Đấy. Cuối cùng bắt được em đó mọi người. Mình đang định ra kiếm xem là che lên măng kia. Thì thấy cái bóng nó xoạt phát. Mình cứ tưởng cái gì cơ. Nhìn thấy đoạn tí đuôi thôi. Chưa phát hiện được con gì. Mọi người xem video thì nhớ like cái kênh ủng hộ mình, cũng như ủng hộ cho toàn thể anh em trong team Sản Phẩm Từ Vùng Cao nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Mọi người nhá.